Vâng, chào các bác. Thì các bác cứ nhìn kỹ đây, nhìn kỹ hai cái côn này đi. Đấy, hai cái côn này. Đây là dòng côn hai tầng. Đấy, côn hai tầng, ta gọi là côn hai tầng. Đây là dòng côn trắng cam. Đấy, một dòng côn này mà đang đình đám đây. Mà rất là nhiều người gọi là đặt hàng và kể cả là mê hết luôn. Đấy, dòng côn là dòng côn cao cấp nhất ở BBS hiện tại và mới nhất hiện nay. Đấy, thì tất cả những trên cái dòng mic cao cấp hiện nay của BBS họ đều áp dụng cái dòng côn trắng cam này. Đấy, côn trắng cam này các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Thì hôm trước cũng đã có một người đã mua hàng của em và có cái mic đó họ áp dụng vào cái dòng côn là hai tầng này và khách hàng đã phàn nàn ngay lập tức, đó là côn này là côn nhái, côn này là côn nhái, không phải côn của BBS. Đấy các bác nhá, không phải côn của BBS bởi vì nó không có chữ BBS, chỉ vậy thôi. Đấy. Và đã được em giải thích rất là kỹ, em đã cố gắng giải thích rồi nhưng mà khách hàng vẫn không chấp nhận và vẫn nói là đây là côn nhái, không phải cho BBS, chính vì vậy sẽ không nhận hàng. Đấy, thì em cũng đành phải chấp nhận thôi, không còn em không trách khách hàng đâu. Nhưng ở đây thì hôm nay em sẽ nhân dịp đây, hàng mới về đây là côn trắng côn hai tầng đây. Thì em sẽ nói luôn cái dòng côn hai tầng này, hiện tại cái model này của em đang áp dụng vào cái lô là cái mã này đây, cái mã TH969 này là dùng côn này các nhá. Đây côn này. Còn cái côn trắng cam này, côn trắng cam này nó áp dụng vào cái mã là mã HM7700. Đấy, đây là hai model nhá. Và em nói luôn, em so sánh cho các bác luôn, cái chỗ côn trắng cam và cái côn hai tầng này nó có khác nhau gì không và nó phải côn xịn không nhá. Đây là một cái côn trắng cam. Đấy, côn trắng cam. Đây, côn trắng cam đây. Đấy. Thì được em bóc cái lớp vải ra ngoài ra. Đấy, em bóc hẳn cái lớp vải ra ngoài ra cho các bác xem. Đấy, bóc hẳn cái lớp vải ra ngoài á. Lớp này này, đấy em bóc ra rồi. Và hắn loài ra cái thật đằng sau như này đây. Đấy. Và đây là một cái côn hai tầng. Thì em là nhổ cái này ra. Em nhổ cái lớp bảo vệ ở ngoài ra. Đấy. Bạn thấy không ạ? Em là nhổ cái lớp bảo vệ ở ngoài ra. Và hắn loài cái phần ruột bên trong ra. Bây giờ em sẽ so sánh cho các bác xem này. Đấy, hai cái mic khác nhau nhá. Đây hai cái mic khác nhau nha. Đây các bác để ý đây. Em sẽ quay lại luôn. Đấy, cái lỗ mic này đang hơi sợ, nó xấu chưa vệ sinh. Chưa thấy kính gì cả. Đấy. Đây là hai loại mic khác nhau và hai model khác nhau. Cái model thứ nhất là model HM7700. Và cái model thứ hai nó là TH969. Đấy. Và chúng ta gọi là côn hai tầng đây. Thì côn hai tầng em là nhổ ra đây. Đấy. Còn đây là côn trắng cam. Đấy, các bác nhìn kỹ nha. Bây giờ các bác nhìn luôn đi, em sẽ xoay các bác từng chút một, các bác để ý này. Đấy, các bác để ý nha. Từng cái lớp vải này, từng lớp vải và từng cái nhựa và tất cả linh kiện ở đây các bác nhìn kỹ cho em. Đấy. Đây em sẽ xoay này. Đấy, em sẽ xoay từng chút một này. Đấy, em sẽ xoay này. Để xoay này, đấy. Cho mà xoay này, đấy. Tất cả. Các bác có nhìn kỹ chưa? Đấy, em sẽ xoay đấy. Thì các bác thấy cái gì không ạ? Nó có khác nhau gì không ạ? Nó sẽ không khác nhau bất cứ một chút gì các bác nhá. Nó sẽ không khác nhau gì cả. Hoàn toàn là không khác một cái gì cả. Hai cái côn này nó là một. Hai côn này nó là một các bác nhá. Đấy, hai côn này nó là một. Và đây là dòng côn trắng cam luôn. Chúng ta có thể gọi đây là dòng côn trắng cam. Và đây là dòng côn đình đám hiện nay. Đấy. Thì cái dòng côn này hầu như hiện nay tất cả nhiều người đang săn lùng nó đây. Thực đánh giá của dân Việt Nam mình và kể cả bên những người đã sử dụng dòng mic này thì đều đánh giá cái dòng côn trắng cam là tiếng rất là hay và sạch. Đấy, và ấm. Và có độ dày. Đấy. Cái dòng côn này rất là hiếm, giá thành cũng cao nữa. Để chúng ta để chúng ta phân biệt cái dòng côn đen đây, đây là dòng côn đen. Đây là dòng côn thấp nhất của BBS. Đấy. Còn dòng côn trắng cam là dòng côn hiện nay đang thuộc vào dòng 3 lớp. Đây là côn trắng cam, côn trắng đen, đây côn trắng đen và côn trắng vàng. Đấy. Cả ba dòng côn này nó có giá trị như nhau. Nó đều là những bản cao cấp của BBS. Đấy. Thì em muốn nói cho các bác đây. Nó không khác nhau một cái gì cả. Nó không khác nhau một cái gì cả. Đấy, nó là một nhá. Đấy, nó là một. Vậy tại sao nó là phải làm khác nhau mà nó không có chữ BBS? Làm sao nó lại phải làm khác nhau làm gì? Thì em nói luôn. Như em đã nói các bác, như em có giải thích nhiều lần, đó là BBS cũng như tất cả các hãng khác thôi. Họ đều có thủ thuật để mà kinh doanh cả. Đúng không ạ? Cũng giống như một cái hãng Honda đi. Họ xe máy đi. À, các bác để ý này. Goyalpha 2010 này, Goyalpha 2011 này, 12 này. Các bác thấy nó khác nhau gì không ạ? Nó hoàn toàn nó không khác nhau một cái gì cả. Nó khác nhau cái mẫu này, thay cái tiêm. Đúng không ạ? Nó thay cái tiêm.
cái tem 11 thì khác tem 12 khác 11 một chút. Đấy. Cái 12 thì thêm điểm rải S hoặc cái gì đó, hoàn toàn chất lượng y chang nhau. Đúng không? Kể cả các bác để ý Exciter cũng thế, bản demo rồi bản gì rất là nhiều bản đúng không ạ? Thì nó không khác nhau gì cả. Họ chỉ cả dán một cái tem khác và nó thành giá trị khác. Đúng không ạ? Dán một cái tem khác và giá trị nó sẽ khác và họ sẽ có nhiều model để bán. Thì BBS nó cũng vậy, em đã nhắc các bác rất là nhiều lần. BBS đó cũng là một công ty và họ có chiến thuật của họ. Nếu một công ty mà chỉ có 1, 2, 3 sản phẩm thôi thì hoàn toàn chúng ta sẽ không bao giờ mua hàng, đúng không ạ? Bác nên nhớ chưa? Nếu một công ty sản xuất mà chỉ có 1, 2, 3 sản phẩm sẽ không ai bao giờ mua hàng cả. Chính vì BBS họ ra rất là nhiều model. Và những model em đã nói rất nhiều lần, hoàn toàn model nó không hề khác nhau đâu. Nó không khác nhau đâu. Kể cả những model đây. Đấy. Bác có nhìn thấy cứ khác nhau được, giống y chang nhau hết, nó không khác nhau gì đâu. Họ chỉ làm khác lên một chút thôi. Trong này khác cái tên thôi. Đấy, khác cái tên, nó đổi cái tên thôi. Em đảm bảo hai cái này giọt y chang nhau. Hai cái mic này giọt y chang nhau. Đấy. Và cái tay mic điều hòa chỉ thay đổi một chút. Đấy, từ cái màn hình này ra màn hình này. Đấy, màn hình dài ra màn hình vuông. Để thay đổi model và thay đổi giá thành. Đấy. Và kể cái côn này cũng vậy. Cái côn này cũng vậy, họ cũng thay đổi đi để cho khác đi. Còn nếu mà họ mà để nguyên thì hoàn toàn nó đã giống nhau rồi. Họ đã thay đổi đi. Thay đổi đi. Và hoàn toàn họ cái côn này họ đã không để chữ BBS. BBS. Như các bác để ý, BBS nó có rất nhiều model, họ không để chữ BBS cái côn, nếu cái côn đâu. Ví dụ như dòng U5001 thường nhá. Nếu U5001A thì nó lại dùng đồng côn cam này. Đấy thì lại có. Còn U5001 thường á thì nó lại không có chữ BBS. Đấy, cái côn nó không hề có chữ BBS. Nó là côn xịn đó bác nhá, nhưng mà không hề có chữ BBS đâu. Đấy. Thì cái dòng côn này cũng vậy. Cái dòng côn 2 tầng này cũng vậy. Dòng côn 2 tầng này hiện tại họ cũng không sử dụng chữ BBS. Họ cũng không có chữ BBS. Đấy. Đấy, lắp lại đây, các bác nhìn thấy không? Lắp lại ở đây, từ tất cả đây. Nó là đây. Và hoàn toàn chẳng khác cái gì cả. Chẳng khác cái gì cả. Nhưng nhiều người vẫn bảo là không phải côn xịn. Không phải côn xịn. Có thể các bác hoàn toàn các bác ít mua hàng hoặc ít va chạm thì các bác hoàn toàn không tin. Họ cứ bảo là cứ phải cái chữ BBS về thì mới đúng là hàng thật thật. Còn không có chữ là không phải. Thì như bọn em đây buôn bán thì gặp rất là nhiều. Gặp rất là nhiều. Đương nhiên tất cả model, hầu như model những cái model nào bọn em cũng đã tiếp xúc rồi thì bọn em sẽ biết. Đấy. Thì chúng ta các bác ấy hoàn toàn yên tâm, tiêu dùng hoàn toàn yên tâm. Đấy, thì những cái dòng côn này các bác bây giờ cũng đã gặp thì bây giờ các bác cũng phải biết đây. Rất là tất cả đây, những model này đều phải dùng côn 2 tầng. Phải dùng côn 2 tầng. Và cái côn 2 tầng này nó là côn trắng cam các bác nhé. Nó là côn trắng cam đây này. Nó là cái dòng côn này. Chính vì vậy chất lượng nó thuộc cái dòng cao cấp đấy, chứ không phải là dòng thấp đâu. Hoàn toàn các bác yên tâm nhé. Chính vì vậy chúng ta cũng đừng có băn khoăn về nếu mà có ai bán cho bác những cái mic BBS, kể cả những người khác bán đi, không phải em đi. Không quan tâm là em đâu, các bác mua hàng em hay không cũng không quan trọng. Vì á, chúng ta phải nên hiểu thì chúng ta nhiều khi đừng trách những người buôn bán. Đấy. Đừng chúng ta tìm hiểu trước rồi hãy đặt hàng. Không nhiều khi tội những người buôn bán lắm. Kể cả những người khác bán hàng cũng vậy. Thì các bác cũng nên hiểu người ta bán cho bác những dòng côn này. Thì các bác cứ yên tâm sử dụng, hoàn toàn nó không phải hàng nhái nhá. Bởi vì BBS em nói thật, nó đi nó lại nhiều lần rồi. Nó không có hàng nhái đâu. Nó không có hàng nhái đâu. Nên các bác cứ yên tâm đi. Đấy. Nếu chúng ta cái điều kiện là chúng ta mua mic mới, đúng không ạ? Mic mới thì nó tầm từ 5 triệu trở lên. Chúng nếu chúng ta không điều kiện thì chúng ta bớt một chút tiền để chúng ta tiết kiệm thì chúng ta sẽ dùng những hàng bãi. Đây, những hàng bãi như thế này. Đấy. Đây, những hàng bãi như thế này. Đấy. Thì nó sẽ được giảm đi mà chúng ta rất là nhiều tiền. Đấy, gần như là chỉ còn bằng 1/3 giá trị thôi, hơn 1/3 chút giá trị khi mới thôi. Và chất lượng nó vẫn còn nguyên. Đương nhiên khi chúng ta dùng hàng bãi là chúng ta phải chấp nhận. Đương nhiên cái tay nó phải xấu hơn một chút. Đó. Những tay thế này thì em sẽ bán lẻ, nó sẽ nguyên. Còn những cái tay nó xấu là như thế này. Nó xấu như thế này. Thì bởi vì họ sử dụng quá là nhiều, thì họ lắp cho phòng karaoke ấy. Đây. Nên những cái tay như thế này đi. Thì bắt buộc là em phải cho tút lại cái tay. Còn hoàn toàn cái đầu là giữ nguyên các bác nhé, cái đầu là nó không cũ đâu. Cái đầu họ lắp ở trong cái phòng trong tủ á, thì cả năm họ cứ đụng vào cái đầu đó. Chính vì chính vì vậy ấy, cái đầu có dùng cả chục năm sau là nó vẫn mới à, nó không cũ đâu. Nhưng cái tay này họ sử dụng, họ cầm suốt ngày thì nó phải cũ đi, nó phải chảy xước đi. Thì chảy xước đi, những cái nào mà chất lượng mà còn xấu, nó xấu như thế này đi thì em sẽ phải tút lại. Em nói thẳng luôn, tất cả những bộ mic mà em tút lại á, em tút sơn chấn đẹp lại á, tất cả đều bằng dùng sơn ô tô và tất cả là đều dùng thợ ô tô
sơn chứ không phải là bọn em sơn, bọn em hoàn toàn không có kỹ năng đó. Đấy. Và tất cả đây là những người cao thợ tay nghề là cao và giá thành bọn em sơn rất là cao hơn những người khác. Đấy. Những người khác sơn những bộ này các bác để ý, những người khác sơn một đôi tay mic này có thể dự trị dao động trong vòng 50 một đôi đúng không ạ? Nhưng mà em sơn với giá thành 100.000 một đôi. 100.000 một đôi và hoàn toàn chất lượng rất là tốt. Các bác hoàn toàn có thể cạo cái này này không ra. Đấy, chất lượng em sơn rất là tốt. Và hoàn toàn đấy, em phải chuyển đi. Phải chuyển đi chứ không hoàn toàn không phải sơn ở nhà đâu. Học em không hề thuê thợ về nhà sơn. Mà tất cả hàng em đã được chuyển đi. Chuyển đi cho thợ đến hẳn tận hãng nó sơn. Rất là tốt. Thì các bác hoàn toàn yên tâm. Nó sẽ đẹp nguyên bản như mới cho các bác luôn. Đấy. Còn những bác nào thích sơn zin này em sẽ cố gắng chọn những bộ sơn zin em đẹp như thế này đây. Như thế này là em sẽ cho đi sơn zin. Đấy, bác nào thích thì thích thôi. Còn hoàn toàn là em bán để bao zin các bác nhé. Tất cả bộ mic đây. Như là tháo nó rất là đơn giản thôi, chứ không hề được can thiệp đến mạch đâu. Tháo ốc ra bác rút cái lần nó đẩy cả cái phần ruột ra. Đấy, cả cái phần ruột ra. Đây này, ví dụ đây. Đấy một cái lần nó đẩy cả cái phần ruột ra. Chính như vậy nó không hề can thiệp đến cái phần bộ mạch gì cả. Nó không hề liên quan, nó không hề ảnh hưởng gì cả nên bác yên tâm nhé. Nên hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì cả. Đây, sơn xong chúng ta đẩy thôi, lắp lại thôi. Hoàn toàn không có việc một cái gì cả. Chính vì vậy nó rất là tốt. Và bao gì được các bác. Đây, nó sẽ không can thiệp vào sửa chữa gì cả. Đấy. Còn cái mic nếu mà sơn lại nó không ảnh hưởng gì chất lượng các bác nhé. Nó rất là đẹp. Đương nhiên là nhiều người đã sẽ được yêu cầu em sơn. Bởi vì những cái sơn người ta sử dụng rồi nó không bao giờ nó còn bóng hay bóng bẩy nữa. Thì khi những sơn mình rút lại rất là đẹp. Đẹp lắm, nó đẹp long lanh luôn. Thì các bác rất là thích. Đấy, đa số là những người như vậy. Còn những người nào bác khó tính, bác nào vẫn cứ thích kỹ tính thì các bác vẫn sẽ thích dùng sơn zin hơn. Đấy, không sao cả, thì loại này cũng có mà. Đấy, nhưng những loại này là sơn đang đẹp này. Đấy, những loại này sơn đang đẹp này. Đấy, ví dụ đủ chuẩn này sẽ bán. Đấy, thì như ví dụ như bộ này thì em sẽ bán lẻ, để bán lẻ luôn. Và chỉ cần thay cái mặt kính mới vào đây. Đấy, thay mặt kính mới và thay hoàn toàn là kính mua, đặt mua ở hãng nhé. Không phải là kính mua nháy vào đây các bác nhé. Tất cả đều được kính xịn hết. Đấy, như em sẽ cho các bác xem linh kiện của em luôn. Em đã đặt hàng ở hãng luôn. Và tất cả những linh kiện, kể cả cồn mic mới em đã bán đấy. Các bác để ý ạ. Những cái cồn mic BBS cam mới này em bán này. Cũng đây là cồn xịn hết. Cồn chính hãng luôn. Đấy, rất là nhiều. Em sẽ cho các bác xem cái linh kiện luôn. Linh kiện một lần em đặt là hết vài chục triệu chứ không ít các bác nha. Đây, đây là mặt kính này. Đấy. Kính này hoàn toàn là kính mới, kính xịn nha. Không phải kính đều nha. Tất cả đều là kính xịn hết. Đấy, từng cái nắp này, đấy, còn là đồ chính hãng hết. Đây các bác này, tất cả rất là mắc. Một cái này cũng không hề rẻ tiền các bác nhá, mấy chục ngàn một cái đấy. Để mua ở hãng là đồ mấy chục ngàn một cái. Từng cái nắp này, cái miệng bắt từng hồn đã có này. Tất cả đây là nắp xịn, nắp chính hãng luôn, đấy, có hết. Đương nhiên là em buôn bán ở đó, nó không có những người khác. Em buôn bán rất là nhiều, chính vì vậy em không thể làm như những người khác được. Họ để đây, kính đây, đó là kính mới này, đấy. Tất cả đều được kính xịn không, rất là mắc tiền. Và đôi khi những cái kính này rất đôi khi những người mà buôn bán nhỏ hoàn toàn không thể mua được, không thể mua được các bác nhé. Nên bọn em đã phải lấy số lượng lớn, rất là lớn, một lần lấy kính này hết vài chục triệu. Đấy, kính này. Đấy, toàn bộ là kính xịn hết, em cho các bác xem cái kính luôn. Đây, bóc. Đây các bác nhìn này, cái kính xịn của nó này, nó sẽ có nốt sẵn này. Đây nó sẽ có nút đính sẵn cho đây cho bác này. Đấy. Nhìn nó đẹp không ạ? Đấy. Rất là đẹp luôn. Thì tất cả những bộ nào mà hắn đăng kính hắn đã bị đục rồi, nó cần sử dụng thì nó phải đục. Thì em sẽ đeo được thay được kính mới cho bác nên rất là đẹp, các bác yên tâm đi. Toàn bộ là đồ xịn chính hãng cho các bác. Đây đấy. Đem là bảo đến tay các bác rồi, có phải đẹp cái hoàn hảo. Kể cả cái đuôi này cũng vậy. Đây. Bác này đuôi xịn này các bạn đẹp bóng nhoáng luôn. Đấy, đây một cái đuôi này mấy chục ngàn một cái đây. Em mua tại cái tài hãng là đã có vài chục ngàn một cái rồi, không hề rẻ đâu. 40.000 một cái. Đây cái này bác để ý người ta bán lẻ 100.000 một cái này, nó không hề rẻ đâu. Rất là đẹp. Rất là đồ xịn hết các bác đấy. Thì những cái nào bị vỡ đuôi thì em sẽ lắp vào. Đấy, rất là đẹp, các bác nhìn đi. Đồ xịn mà. Đấy. Thì các bác yên tâm nhá. Tất cả mic của em đều là đây đây. Các bác thợ đang làm đây. Đấy. Đang vệ sinh. Bây giờ hiện tại là đang vệ sinh chụp. Đấy, phải đánh này, đánh chụp này. Phần bông được tháo ra, bông phải tháo ra giặt nhé. Bông sẽ được tháo ra sạch sạch sẽ, phơi khô. Cái nào còn tốt thì sẽ lắp lại, cái nào mà xấu thì cái này sẽ vứt đi. Đấy, những cái nào xấu thì cái này sẽ dục đi và thay được bông mới vào. Đó yên tâm. Đây bông mới cho bác xem luôn. Em tìm thấy cái túi bông rồi. À, đây đây, không phải.
cái túi bông này đâu cả à, đây đây là cái túi bông này. Đây đây là cái túi bông bùng mới các bác nha, đây là bùng mới này, bùng mới này đấy, rất là sạch. Các bác yên tâm, những nào bẩn vậy nó được thay các bác rồi, thay bằng mới thì các bác sẽ sử dụng sạch sẽ, không phải lo chất lượng bẩn bét cái gì đây cả đấy. Đây các bác nhé, để các bác nhận ngăn lại những cái clip sau. Thì cái lô này bây giờ em sẽ vệ sinh và em sẽ báo chuyển hàng cho các bác, bởi vì đã khá nhiều đơn rồi, đơn bây giờ em nhập cả 10 máy đơn rồi. Đấy, thì bây giờ em sẽ vệ sinh để em gửi hàng cho các bác. Chào, hẹn gặp lại.